Xin thân mến kính chào quý khán thính giả của Hợp Nhất Media. Kính thưa quý vị, đây là chương trình thuế cá nhân và doanh nghiệp do Mai Hoa và anh giám đốc Phúc Trịnh phụ trách. Trước hết thì chào Phúc Trịnh và mời Phúc Trịnh gửi lời chào đến quý khán thính giả của chúng ta. Xin chào chị Mai Hoa cũng như chào toàn thể khán giả đang xem cái chương trình của đài Hợp Nhất Media. Tôi là Phúc Trịnh, là chủ của công ty Đệ Kỳ Cần Sơn Tần, là công ty chuyên tất cả các vấn đề về thuế cá nhân cũng như là với doanh nghiệp cơ sở thương mại. Thì chúng tôi có thể giúp đỡ cho, ngoài ra chúng tôi có thể giúp đỡ để set up những cái người nào mà muốn thành lập những cái công ty cho nó đúng và làm sổ sách cũng như là trả lương nhân viên. Thì hiện nay trong cái mùa này mình mới qua rồi thì cái vấn đề chủ yếu quan tâm nhiều là cho cái sổ thuế của công ty nhiều hơn là thuế cá nhân, nhưng mà yes, mọi thứ nó vẫn còn đang tiếp diễn đối với các công ty. Cái nào thì cũng cần thôi. Số điện thoại mà dễ nhớ để cho quý vị có thể liên lạc với văn phòng của Phúc Trịnh. Yeah. Số điện thoại để mà quý vị có thể gọi vào đặt tất cả các câu hỏi liên quan về thuế là 833-633-6969, 833-633-6969. Số điện thoại này phải nói là bây giờ mới hoàn thuộc nằm lòng luôn đó quý vị. Trong mấy lần chợ đêm đó thì Phúc Trịnh có đố với lại đồng hương của Hiếu Sinh đó, những người đi chợ đêm là quý vị nào mà có thể đọc được cái số điện thoại này chắc được 5 đồng. Chắc được 5 đồng trong trong chợ đêm. Không biết cái số điện thoại này là Phúc Trịnh có thể mua hay là sao mà được cái số đẹp như vậy? Coi như dễ, rất là dễ nhớ. Dạ, thường quý vị cũng biết là dạ vâng, trên thị trường thì tất cả những cái số nào đẹp thì chúng ta phải mua chứ không phải tự nhiên mà có. Đúng rồi, phải tự nhiên. Và có một cái nói về số điện thoại thì cũng xin chia sẻ với quý vị là có một số quý đồng hương thấy cái số 833 đó thì nghĩ rằng là cái số này của công ty là không phải ở Houston, tại vì cái mã 833 không phải Houston, nhưng mà quý vị xin thưa quý vị là dạ đúng rồi, nhưng mà xin thưa quý vị là cái số cái mã đầu 833 ở đây không phải là đại diện cho cái mã vùng, mà tại vì cái số điện thoại này chúng tôi sử dụng đó là cái số gọi là toll free, tức là sao ạ? Toll free tức là khi quý vị gọi vào số này á, quý vị không có bị chặt phí phí của cái điện thoại. Thì nhiều người sử dụng những cái điện thoại trả trước tính phút tính đó, thì khi quý vị gọi vào những cái số điện thoại ảnh hưởng thì là chúng tôi phải mua một cái số gọi là toll free, tức là cái số này nó không có liên quan gì đến mã vùng hay là như thế nào hết. Dạ, mà cái số này là cái số mà chúng giống như là 1-800, quý vị hay nghe 1-800 thì 1-888, thì đây là một cái số là 1-833, đó là cái số toll free để quý vị có thể gọi vào mà không bị bất kỳ phí gì hết. Rồi, cảm ơn Phúc Trịnh giải thích cái này, cái người khi mình cũng thắc mắc mình. Ai mà gọi với mình mà cái số điện thoại này thì thường thường là mình không bắt phone. Đúng không? Tại vì mình nói cái này cái là business của quảng cáo thôi. Nhưng mà quý vị nhớ nha, 833-633-6969, 833-633-6969 là quý vị có thể gọi trực tiếp đến văn phòng của Phúc Trịnh. Và bây giờ cái đề tài ngày hôm nay mà Mai Hoa muốn Phúc Trịnh chia sẻ đó là bảo hiểm về sức khỏe và thuế. Cái này thì thưa quý vị, mỗi khi mà quý vị đi khai thuế đó thì cái người khai thuế hay hỏi quý vị là có dùng Obamacare hay không đó. Rồi nếu quý vị có dùng Obamacare thì quý vị phải đem cái tờ giấy mà của Obamacare gửi về thì cái văn phòng khai thuế họ mới làm được đó. Thì bây giờ thì Phúc Trịnh có thể chia sẻ cái vấn đề này, tại sao cái bảo hiểm sức khỏe nó lại liên quan đến thuế? Dạ đúng thì nhiều người có đúng như chị Mai Hoa đã nói thì nhiều người cứ nghĩ rằng là bảo hiểm là một cái vấn đề về bảo vệ rủi ro, còn khai thuế là những vấn đề liên quan đến thu nhập, thì hai cái lĩnh vực này nó không liên quan gì đến nhau cả. Thì trên thực tế thì nó hơi khác một chút, tại vì từ khi mà mình có cái đạo luật gọi là bảo hiểm vừa túi tiền, mà khi mà chính phủ họ sẽ hỗ trợ cho mình một phần tiền để mình đóng cho cái chương trình bảo hiểm của mình. Và vào những năm trước thì chính phủ còn ra một cái luật đó là bắt buộc mình phải mua bảo hiểm sức khỏe. Trong những năm gần đây, từ năm Phúc Nghĩ nhớ là 2019, từ năm 2019 thì mình sẽ không còn bị bắt buộc nữa. Nhưng mà những năm trước là mình vẫn bị bắt buộc, thì lúc đó họ đã đem cái bảo hiểm, họ bắt đầu họ gắn kết vào trong cái thuế của mình. Lý do là thứ nhất là trường hợp mình không mua cái bảo hiểm mà mình bị bắt buộc mà mình không mua đó thì mình sẽ bị phạt. Thì họ sẽ phạt ở đâu? Tức là họ sẽ phạt ở trong thuế, rồi họ sẽ đưa vào trong cái thuế, bắt mình đóng trong cái tiền thuế của mình. Đó là làm cho cái bảo hiểm nó bắt đầu từ từ có liên quan cho đến thuế.
Và cái thứ hai nữa rằng là khi mà mình nhận hỗ trợ của chính phủ thì mình nhận cái hỗ trợ này á, là khi mình làm trên bảo hiểm sức khỏe nó dựa vào theo cái thu nhập của mình, thu nhập cao, thu nhập thấp thì mình sẽ được nhận được nhiều hay là nhận được ít. Và cái thu nhập mà mình báo cáo với chính phủ trong lúc mình làm hồ sơ bảo hiểm sức khỏe đó là những cái thu nhập dự đoán, nên thành ra khi mà mình đi khai thuế, khi mình có cái thu nhập thật thì họ mới lấy cái thu nhập thật so với cái thu nhập dự đoán ban đầu lúc mình làm hồ sơ. Nếu mà thu nhập thật của mình nhiều hơn thu nhập dự đoán thì mình phải trả lại tiền cho chính phủ, tiền hỗ trợ cho chính phủ. Còn nếu mà thu nhập của mình ít hơn thì chính phủ lại cho thêm tiền mình để mà hỗ trợ cho mình. Thì thành ra nó lại là một cái vấn đề sẽ liên quan đến thuế, tại vì những cái vấn đề đó đều nằm ở trong hồ sơ thuế của mình. Và như và một cái nữa cũng lưu ý là chẳng hạn như rất là nhiều cô chú lớn tuổi hoặc là không có đi làm, ở nhà không có đi làm, lớn tuổi hoặc nhận tiền hưu không còn đi làm nữa. Cái tiền hưu của cô chú là thông thường thì khi mình nhận tiền hưu thì hàng năm mình không có cần khai thuế. Thì nếu như cô chú có sử dụng cái chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare, có nhận được cái sự hỗ trợ của chính phủ thì cô chú bắt buộc phải khai thuế. Thì nó làm cho nhiều người có nhiều cô chú là quên, không biết hoặc là quên, không có thêm, mỗi hàng năm không khai thuế thì vẫn không khai thuế thôi, thì có con cái mua cho mình những bảo hiểm sức khỏe vừa túi tiền này để mà phòng những lúc mà ốm đau bệnh tật thì lại quên đi cái vấn đề đi khai thuế luôn. Tại có bao giờ đi khai thuế đâu, tại vì thu rồi. Nhưng mà tới lúc đó nó sẽ bắt mình khai ngược là hết những cái năm mà mình đã sử dụng bảo hiểm của Obamacare. Tại vì đó là cái luật bắt buộc rằng là khi mình có bảo hiểm sức khỏe Obamacare thì mình phải đi khai thuế. Đó là qua những cái điều đó thì Phúc cũng lưu ý mọi người rằng là khi mình đi khai thuế, có nhiều văn phòng khai thuế họ rất là đông, họ rất là bận. Thì những người khai thuế họ thường hay nói một cái điều rất là đơn giản rằng là cô chú đặt cho con tất cả giấy tờ để con làm cho cô chú, ví dụ như vậy. Thì xảy ra trường hợp bị sót bảo hiểm rất là nhiều. Và khi mình bị sót thì mọi người cũng biết đó là cái hồ sơ thuế mình có tiền trả về, mình sẽ bị chặn lại, mình sẽ không được trả số tiền đó về. Nên đến khi nào mình nộp cái giấy mà của chị Mai Hoa nói, cái giấy bảo hiểm vào, rồi mình phải làm những cái thay đổi bổ sung, mình phải đưa lên cho sở thuế để họ tính ra con số cụ thể chính xác. Thì cái lúc đó thì cái hồ sơ mình nó mới hoàn chỉnh, nó mới được trả về. Thì nhiều cô chú đợi mấy tháng rồi cuối cùng không nhận được gì ngoài cái lá thư báo lỗi, báo thiếu của sở thuế thôi. Dạ, thì bởi vậy mình cẩn thận cái đó, mình làm việc lúc nào cũng đầy đủ giấy tờ. Và mình phải tự hiểu trước một số, tức là mình không phải là người làm thuế, tất nhiên mình không nắm được hết, nhưng mà những cái giấy tờ cơ bản thì Phúc cũng có nói rồi, tất cả những giấy tờ liên quan đến thu nhập và cái bảo hiểm sức khỏe nếu mình có, mình nếu người khai thuế nào họ quên hoặc họ không có hỏi đến, mình cũng phải nhắc cho họ hoặc đưa cho họ. Dạ, tại vì thường thường những khai thuế họ nói là cái trách nhiệm này là nằm ở cái người cô chú, thì cô chú quên thì cái đó là phải lỗi của họ, somehow là như vậy, nhưng mà thật sự thì nó cũng depend. Yeah. Tại vì nhiều khi cái giấy của Obamacare họ gửi về lâu quá, yeah, rồi nhà mình có nhiều thu từ quá, yeah, rồi cái mình cũng để đâu lãng tiêu, cái đến chừng mà mình đi khai thuế đó là do cái cá nhân của mình, yeah, mình rơi vào những cái trường hợp, yeah, như vậy, yeah, hỏi mình không biết nó để hơi đó thì bởi vì mình cần đến những cái người mà khai thuế mà có kinh nghiệm, mà cũng như là làm việc cũng như là bỏ nhiều thời gian cho khách hàng một chút á, thì hoặc là thường thường giống như công ty của Phúc á, thì mỗi nhân viên họ sẽ có một cái list những cái giấy tờ phải hỏi, đó là những câu hỏi bắt buộc phải hỏi qua, dù có nhiều người nói là sao rườm rà quá hỏi, dạ vâng, nhưng mà mỗi người mỗi cảnh thì chúng ta phải có một cái chuẩn chung cho tất cả mọi người. Thì khi mình hỏi như vậy thì có người thì nó thừa, nó dư thật, nhưng mà có những người thì nó lại rất là vừa vặn. Thì mình hỏi ra thì mình sẽ giúp cho họ bổ sung tất cả những cái giấy tờ mà họ còn thiếu, tại vì những cái đó mình sẽ hiểu rằng là nó sẽ tiết kiệm lại rất là nhiều thời gian cho cô chú sau này. Nếu mà bị những problem về thuế thì cái giải quyết những tình huống đó rất là kéo dài, rất là lâu. Trước đây đó thì từ khi mà Obama lên làm tổng thống thì nó mới có ra cái chương trình Obamacare, yeah, thành ra khi mà mình đi khai thuế nó mới có cái vấn đề đó, chứ còn đa số là những người mà ở Mỹ lâu từ trước thì không có, chỉ là khai cái thu nhập của mình thôi, hoặc là khai cái income của tiền hưu trí của mình là that's it, là đủ. Đúng rồi. Dạ. Thì sau này họ mới hay đòi hỏi những cái gì đó, tại vì cái Obamacare là do chính phủ cũng đã hỗ trợ một phần tiền ở trong cái mình trả tiền của Obamacare, thì đó họ muốn xem coi họ đã hỗ trợ mình được bao nhiêu tiền, rồi đó họ mới tính cộng trừ nhân chia rồi nó ra, rồi có thể là mình được trả lại tiền hoặc là có thể mình phải bù tiền mình trả cho cái lần khai thuế lần đó. Thành ra đôi khi mình nói ủa
sao thu nhập của tôi cũng đâu có bao nhiêu đâu mà tại sao năm nay tôi bị phải đóng thêm. Yeah. Đó, đó là do cái cách tính từ những người mà làm thuế và nó liên quan đến cái vấn đề mà bảo hiểm sức khỏe. À. Rồi bây giờ cái câu hỏi thứ hai là cái làm sao để mà cái có bên bên sở thuế là có cái yếu tố nào về cách tính của thuế đã ảnh hưởng đến bảo hiểm sức khỏe? Dạ vâng, dạ đây là cái câu hỏi hay mà nó cũng hơi phức tạp thôi quý vị. Dạ. Chắc là chuyên nghiệp mới trả lời được. Dạ đúng. Dạ thì khi mà Phúc làm về trước khi Phúc làm thuế, Phúc cũng có làm qua về bảo hiểm và sau đó Phúc làm thuế, nên thành ra tất cả những cái mà Phúc rút tỉa được những cái kinh nghiệm á, thì Phúc thấy rằng á là thường thường á cái người bảo hiểm á họ sẽ tìm nói chung là thường thường họ sẽ tránh những cái trả lời những cái câu hỏi liên quan về thuế, và ngược lại những người làm thuế sẽ tránh trả lời những cái câu hỏi liên quan về bảo hiểm, họ sẽ làm đúng cái phần của họ thôi. Thì đó là cái cách làm việc ở Mỹ này, tại vì chúng ta muốn rằng là cái gì liên quan tới lĩnh vực của mình chuyên á thì mình sẽ hỗ trợ tối đa, đúng không? Nhưng mà đó là cái một cái idea bình thường, nhưng mà khi mà mình làm việc thì mình sẽ thấy rằng là mỗi một người nên có thêm kiến thức ở những cái lĩnh vực khác một chút, không phải là để tư vấn mà là để giống như là để có một cái hướng dẫn cho nó trong cái lĩnh vực của mình nó trọn vẹn hơn, nó đầy đủ hơn. Thì Phúc chỉ nói qua một cái ví dụ cho mọi người dễ hình dung, tức là đối với bảo hiểm sức khỏe Obamacare, khi chúng ta mua được cái bảo hiểm sức khỏe này với cái sự hỗ trợ của chính phủ thì chúng ta phải có một cái mức thu nhập tối thiểu và nằm trong khoảng tối đa, nằm trong một cái khoảng minimum và maximum, nó phải nằm trong cái khoảng đó. Thì tùy theo cái thu nhập chúng ta sẽ được hỗ trợ ít hay là nhiều. Ok, thì có một cái vấn đề xảy ra ở đây rằng là cái thu nhập đó chính phủ dựa vào thu nhập gì, đúng không ạ? Tại vì có trường hợp mình chỉ lấy ví dụ trong một cái gia đình có bố mẹ có con cái, bố mẹ và con cái đều đi làm hết, thì bây giờ cái thu nhập của con cái có được tính hay không? Tại vì thí dụ như bây giờ cái thu nhập tối thiểu là 12.000 thì cũng ví dụ 10.000 thì mình nói ví dụ cho nó con số này không đúng như quý vị, mà mình chỉ ví dụ thôi, ví dụ con số là 10.000, thì bây giờ thu nhập của bố mẹ là 10.000, thu nhập của con cái thu nhập bố mẹ là chừng 15.000, thu nhập của con cái là chừng 13.000, đúng không? Thì bây giờ mình lấy cái con số nào để mà mình so vào trong cái thu nhập mà tối thiểu và tối đa của chính phủ để mình biết được là mình nhận hỗ trợ nhiều hết. Đó là câu hỏi mà hầu như khi mình xét nghiệm, mình bản thân việc sẽ tự đặt ra là thế thì cái thu nhập nào, thu nhập của tôi hay thu nhập của con tôi hay tổng thu nhập của tôi hay của con tôi. Ok, để mình so vào trong cái đó. Ok, thì thứ nhất đó là cái lưu ý rằng là một cái hình thức thu nhập thì cũng như mình có nói nó gồm có là W2, trong những cái chương trình trước mình cũng có phân tích rồi. W2 là hình thức thu nhập theo dạng nhân viên, và 1099 là hình thức thu nhập theo hợp đồng. Và thu nhập thì nó có chia ra là thu nhập do mình đi làm việc mình đem về. W2 và 1099 là những thu nhập do mình đi làm mà mình đem về. Và cái thứ hai là thu nhập mà mình không cần phải làm mà mình vẫn có, chẳng hạn như quý vị gửi ngân hàng, quý vị có những cái chia tiền lời, quý vị có những cái cổ phần ở trong những công ty cuối năm họ chia tiền lời cho mình, tức là mình không có cần làm gì hết thì mình sẽ có những thu nhập đó, đúng không ạ? Đó, hoặc là quý vị gọi là cho thuê nhà, đúng không? Quý vị đâu có làm đâu, chỉ có cái nhà cho thuê thu nhập, thì đó là những gọi là owner, chứ quý vị không cần làm mà có. Thì khi mà quý vị phải hiểu được cái hình thức thu nhập như vậy, quý vị biết được rằng khi nào thì mình sẽ tính cái thu nhập để mà so vào trong bảo hiểm. Thì cũng quay lại cái ví dụ vừa rồi, nếu bố mẹ làm 10.000, con cái làm 13.000, thì mình phải hỏi là thông thường chúng ta chỉ lấy thu nhập của cái người chủ gia đình, tức là cái người bố người mẹ thôi, đúng không ạ? Thì nếu như theo cái câu đó thì mình chỉ lấy cái con số 15.000 đó thôi, mình so với 10.000 rồi mình sẽ nhận cái hỗ trợ trên cái con số 15.000. Tuy nhiên bây giờ mình phải quay lại cái đứa con và cái người thành viên trong gia đình mình khai chung, thì người đó nếu họ đi làm W2 dưới cái mức gọi là quy định cần phải khai, đó là 12.500, thì họ sẽ không tính cái thu nhập vô trong. Nếu như họ làm giống như Phúc nói là 13.000, tức là trên cái mức 12.000 mà là W2 nha, thì họ sẽ phải tính vô chung với mình. Tức là lúc này cái trường hợp Phúc nêu ra, thành ra cái thu nhập nó không phải là 15, không phải là 15 nữa, mà phải là 27.000 để mà so vô, và lúc đó mình sẽ bị cho hỗ trợ ít đi, thì thu nhập mình bây giờ thành tổng thu nhập nó cao. Lấy dụ con mình chỉ làm có 10.000 thôi, thì nhiều người lại cứ nghĩ là 10.000 cộng 15 là 25, thì không phải, tại vì 10.000 nó dưới 12 thì lại không tính cái đó. Quá vậy. Okay. Nhiều người khai thuế
họ không có không có để ý chuyện đó, thì thường thường họ cứ thấy là thu nhập thì cứ tính thu nhập của hai vợ chồng thôi, họ không có bỏ thu nhập của con, họ không hỏi tới người con này đi làm bao nhiêu tiền luôn, họ chỉ biết là gia đình này có vợ chồng có con cái, còn cái chuyện con có thể khai cái riêng ở đâu đó họ không quan tâm lắm, đúng không? Thì lúc đó sẽ bị sai về cái tính toán cái con số. Và đó là W2 của người con. Nhưng mà nếu người con này là làm 1099 thì chỉ cần từ 400 đô trở lên thôi là đã bị tính rồi. Nó còn như vậy, nó còn tùy thêm cái thu nhập của người con nữa. Và dạ, nó hơi phức tạp, bởi vì khi mà có cái bảo hiểm sức khỏe vào trong thuế rồi thì nó biến thuế nó rất là phức tạp. Dạ, tức là nếu mà người con đó làm chỉ cần trên 400 thôi thì đã phải tính cái thu nhập của người con vào trong cái tính tổng thu nhập của gia đình rồi. Và đối với lại những cái trường hợp mà là thu nhập mà không cần phải đi làm, như phải nói là chia tiền lời tổ túc, đúng không? Có nhiều bố mẹ đã mở sẵn một cái quỹ cho con cái và bỏ sẵn cái tiền vào, nó sẽ chia tiền và trả thẳng vào trong tài khoản của con luôn, thì đó là thành ra đứa con nó sẽ cũng có những thu nhập đó, những thu nhập nó gọi là cái gì, nó gọi là earned income, tức là thu nhập bằng lợi tức, và chính là việc là thu nhập bằng lợi tức, không cần đi làm, không cần đi làm, earned tức là không cần làm, phải thay hết luôn. Thì nếu thu nhập đó từ 1.000 trở lên, tức là giả sử bố mẹ bỏ quỹ cho con khoảng 500-600 ngàn đó, tại những gia đình rất là giàu có thì quý vị họ có thể để những cái học quỹ từ lâu cho con mình, số tiền rất là lớn, mà nếu con earn về cả mấy ngàn đô một tháng đó, một năm đó, thì phải tính luôn vào trong cái tổng thu nhập gia đình đó, thì nó có những cái mức và để mà mình phải người làm thuế họ sẽ hiểu, và cái mức đó nó phải thay đổi hàng năm nữa, nó không có nhất thiết là như vậy. Và Phúc nói một con số ví dụ chung chung cho mọi người hiểu. Thì nó có những cái mức khác nhau và tùy theo cái lần thu nhập của cái thành viên trong gia đình của mình. Ok, thì đó là cái đầu tiên mà quý vị phải hiểu là thuế sẽ sử dụng cái gì để mà tính toán cái con số và biết được rằng là quý vị sẽ được hỗ trợ như thế nào dựa trên cái tổng thu nhập. Thì đó là trường hợp mà gọi là tăng thêm. Thì cũng có những trường hợp là nhiều cô chú nói rằng là tôi không có đi làm, thu nhập của tôi thấp lắm, nó dưới cái mức chuẩn, cái mức minimum luôn nữa. Thì khi mà quý vị dưới mức minimum, tức là đồng nghĩa với việc không có việc không dưới có dưới 12.000 luôn, quý vị không có thể mua được, thì lúc đó mình mới hỏi thêm một cái câu hỏi thôi. Tại nhiều người lúc đó, những người đó tôi nói tôi đi ra tôi nhờ mấy cái cô bảo hiểm làm cho tôi, thì cổ từ chối, tôi nói làm không được bác ơi, tại vì cái thu nhập của bác thấp quá, bác phải đi làm để kiếm đủ cái thu nhập minimum đi, đúng không? Thì khi mà cái người đó gặp Phúc là người làm thuế, Phúc sẽ nói là ok, vậy thì bây giờ con hỏi bác là gia đình mình á, con mình có đi làm hay không hay như thế nào, thì tôi nói là con tôi có đi làm, gọi là đi làm part time thêm, trả 1099 mà khoảng 4-5 ngàn thôi, không có nhiều. Thì lúc mình xin nhớ là ok, trên 400 rồi, tức là cái 5 ngàn nó có thể cộng thêm của chú, thành ra tự nhiên chú đang làm 8 ngàn cộng 5 ngàn là 13 rồi là đủ. Thì cái người bảo hiểm đó họ lại thiếu cái câu hỏi đó, mà tại thực sự cũng phải lỗi của họ, thì họ không có phải là người làm thuế đâu. Thì đó là bởi mình thấy được có nhiều cách làm quá, đó là cái sự kết hợp giữa bảo hiểm và thuế. Thì somehow mỗi người nên có thêm ít kiến thức thì nó sẽ trọn vẹn với khách hàng hơn. Thì thành ra nếu mà cái người làm bảo hiểm thì họ biết sơ một chút. Họ nói là bác tư vấn thêm với thuế là cho con biết được rằng là cái thu nhập này có tính gộp được giữa bác với con hay không, đúng không? Tức là mình không nắm con số thì mình cứ nói là bác tư vấn thêm, thì khi đi qua Vinh Phúc sẽ nói ồ được bác, thì họ đem lại con số đúng về, đúng không? Thì lúc đó người bảo hiểm họ sẽ process được cái hồ sơ của mình, đúng không? Tại lúc này thu nhập mình nó đã vượt qua được giới hạn rồi. Thì đó là những cái trick, cái tip nhỏ, đúng không? Không phải nhỏ nhưng mà là dựa vào kiến thức để mà mình có thể luôn luôn tìm được cho khách hàng một cái giải pháp và một cái gì đó giúp cho các cô chú có lợi tốt nhất. Dạ. Rồi quá là hay luôn. Dạ. Rồi, có những cái chi tiết mà nhỏ mà dạ. đôi khi chúng ta đi làm thuế, cái người khai thuế đó họ không có hỏi những cái câu hỏi để mà chúng ta đưa vào những cái chương trình mà nó có ích lợi cho cá nhân của chúng ta. Dạ. Mình có thể làm được mà mình bị miss, mình không biết. Và có một cái thông tin nữa mà Phúc cũng muốn chia sẻ với mọi người là cũng là về thuế, nhưng mà nó lại cũng liên quan đến sức khỏe. Đó là như quý vị biết được rằng đó là cuộc sống thì nó luôn thay đổi, thì ví dụ như khi quý vị làm thuế, làm bảo hiểm sức khỏe, chứ quý vị nói dành cho gia đình tôi là vợ chồng và con tôi chung với nhau mua nhiều bảo hiểm sức khỏe, đến cuối năm khai thuế thì trong quá trình cái năm đó đứa con nó đi làm thêm, nó kiếm cũng được khá khá tiền thì lại không muốn khai thuế chung nữa. Và cũng đặc biệt là trong cái năm 2020 vừa rồi, Phúc nhìn thấy là rất nhiều em mà cũng cỡ tầm từ 19 cho tới 24, 19 tuổi trở lên thôi, mấy em mà có đi làm là mấy em try là khai thuế riêng hết. Bởi vì cũng hiểu lý do là gì rồi, một phần là
khi mà những đứa bé mà nếu mà phụ thuộc ở trong gia đình đó, mà dưới trên từ 19 tuổi đó, thì sẽ không có được cái stimulus check. Họ sẽ không được stimulus check, trong khi những cái người con nhỏ thì được, còn họ thì sẽ không được stimulus check nếu mà họ trên cái độ tuổi đó. Thì thành ra họ phải khai thuế riêng, chứ họ khai thuế riêng họ coi như họ gia đình độc lập đó, thì họ sẽ được đầy đủ cái stimulus check như một người độc lập. Thì thành ra nếu mà bé lớn lớn, các bé có điều kiện đi làm, có tự có thể lo cho bản thân một chút đó, thì các bé đều muốn khai riêng để lấy đồng bộ cái đó. Là cái chuyện thực tế xảy ra trong năm 2020 vừa rồi, trong cái thuế 2020 vừa rồi. Và bởi vì như vậy thì nó sẽ xảy ra trường hợp là lúc đầu mình mua bảo hiểm là mua chung cả nhà, nhưng mà tới lúc khai thuế thì bây giờ nó tách ra làm đôi. Thì khi mà tách ra làm đôi á, thì Phúc chỉ ví dụ thôi. Thường thường các chỗ làm thuế họ sẽ chia cái tỷ lệ trách nhiệm, tại vì bây giờ mình chỉ có một tờ giấy sức khỏe để đi khai thuế, thì mình sẽ phải copy làm hai bản để con mình cầm bản để mình đi khai. Và cái người làm thuế nhìn thấy và như vậy họ sẽ rất là đơn giản, họ thường cũng chẳng cần hỏi mình nữa, là họ sẽ tách ra làm đôi, tức là 50-50, tức là 50% trách nhiệm thuộc về mình, 50% trách nhiệm thuộc về con mình, đúng không ạ? Thì cái đó là cái rất là common, tức là rất là thông thường mình sẽ làm. Mà khi làm như vậy nó sẽ có thể xảy ra một cái vấn đề là bởi vì thu nhập của con nó cũng khá là cao, thu nhập của người ba mẹ cũng khá là cao, thì thành ra khi mà tách ra như vậy á, thì hai bên đều phải đóng phạt. Đóng phạt ở đây tức là mình không dùng chữ đóng phạt mà dùng chữ đóng lại. Mình hưởng trước rồi theo cái dự đoán thu nhập khác. Bây giờ thu nhập mình nó khác thì mình phải đóng lại, và hai bên đều phải đóng lại. Có cách gì để làm cho thì đúng phạt. Thì đúng, bởi vậy đây là một cái kỹ thuật, em là một cái kỹ thuật về thuế và hiểu về bảo hiểm sức khỏe mình phải dùng là như vậy. Tại vì mình hiểu rằng á là cái mức đóng phạt á, cái mức đóng lại thì khách hàng cứ hay nói phạt, biết mình cũng nói phạt, cái đó là đúng mà chị cũng hay dùng cái chữ phạt, nhưng mà tụi em thì thường thích dùng cái kiểu là đóng lại nhiều hơn, tại vì đâu phải mình làm sai, cái này mình mới mình làm sai, phạt là khi nào mình sai mình bị phạt, tại vì nhiều khi mình dự đoán cái tiền là đúng, mình dự đoán không đúng, nhưng mà đến trừ khi mình làm thì cái tiền nó đổi hơn, nó cao hơn, đúng rồi, phải đóng lại thôi. Dạ đúng, dạ. Thì lúc này mình sẽ hiểu rằng á, là khi mà mình dự đoán không đúng mà mình phải đóng lại á, thì họ sẽ có một cái mức tối đa, một cái trần, tức là không phải mình phải đóng lại toàn bộ. Ví dụ mình dự đoán 10.000, mình được cho là 500 đô, nếu mà cuối cùng mình làm nó thành 15.000 thì mình chỉ được cho là 300 đô, thì coi như là mình bị cho dư là 200 rồi, 200 một tháng, nhưng cho 12 tháng là mình bị cho dư là 2.400, đúng không ạ? Nhưng mà không, mình không phải trả lại 2.400, mà đối với một người thu nhập thấp, một người xin dồ chẳng hạn, thì mình chỉ trả lại tối đa khoảng 800 đô thôi. Đó là một cái ví dụ thôi, tức là nó có một cái mức trần, mỗi năm nó cũng sẽ thay đổi, nhưng mà có một mức trần, tức là quý vị không phải trả lại tối đa. Ok, thì cái câu nói bởi vì điều đó xảy ra, nên bây giờ nếu như mà khi mà chúng ta phải đóng lại, thì gia đình của mình làm cao, mình cũng bị đóng lại ở một cái mức trần, chẳng hạn như là 1.000 đô. Con mình bây giờ làm nhiều, cũng phải bị đóng lại, và đóng lại là tối đa cái mức trần cũng là 1.000 đô, thành ra cả hai cha con là phải đóng ra là 2.000 rồi trả lại, đúng không ạ? Do cái thu nhập của mình cao so với dự đoán. Thì khi mà mình tách cái hồ sơ ra theo về sức khỏe, chính phủ cho phép mình chọn lựa cái tỷ lệ trách nhiệm, thì lúc này mình đừng nên chọn lựa tỷ lệ trách nhiệm là 50-50, mình sẽ chọn lựa trách nhiệm là 100% tức là chịu hết trách nhiệm về mình. Thì mình thực sự là người khởi tạo mua cái hồ sơ này cho cả gia đình mà. Thì tôi chịu trách nhiệm 100% luôn. Người chủ gia đình luôn, tôi chịu trách nhiệm 100% luôn. Con tôi không còn chịu bất kỳ trách nhiệm nào hết, đúng không? Tại nó chỉ tách ra thôi. Thì khi như vậy á, thì đứa con sẽ không bị đóng phạt, không bị đóng lại. Mà chỉ có mình bị đóng lại thôi. Còn mình bị đóng lại thì thay vì mình phải đóng lại 2.400, bây giờ phải đóng lại thành là 4.800, thì mình nhận luôn cái trách nhiệm của con mình. Thì nhưng mà tối đa cũng chỉ 1.000 thôi. Dạ đúng, thì tại trong hồ sơ mình tối đa cũng chỉ 1.000 thôi, thì thôi mình gom hết về mình lần luôn. Mình không có cần chẻ ra cho con mình là gì. Mọi người không có hình hiểu được cái nhiều đó nhiều lắm, thậm chí thấy là mà hiểu chỉ là đúng chứ không hiểu là nhiều người hỏi chỉ nghĩ là ok tách thì chia đôi là cái gì, đi chia là cái chia đều, chia đồng ăn đủ, chia đủ vậy đó. Dạ đó, thì kiểu vậy đó, thì chia là chia chung, nhưng mà chia không có lợi gì được chia. Hoặc là chia là mình sẽ chia theo kiểu là 100% là của mình hết, 0% là của con mình. Chia như vậy là con mình không phải đóng gì hết, mình đã đơn vô phạt rồi, mình sẽ bị phạt gấp double lên, nhưng mà tại vì cái trần nó là có 1.000 thì cũng đóng có 1.000, thành ra mình sẽ giúp được cho khách đỡ được 1.000 đô ở phần phía bên con, đúng không? Wow. Thì đó là một cái kỹ thuật về thuế mà mọi người phải hiểu, hiểu một ít gì bảo hiểm nữa, nó về hiểu ít gì bảo hiểm, tại vì mình không có làm từ thuế mà mình không hiểu là bên kia nó có trần, thì mình cứ nói thì chia là chia thôi, đúng không? Nhưng mà khi mình hiểu là bên kia nó có cái trần thì mình sẽ dùng cái trần đó mình cáp lại. Rất là
coi như là phải chuyên môn, phải nói Mai Hoa lặp đi lặp lại là phải chuyên môn, mà chuyên môn sâu, mà chuyên môn phải phải hiểu hết và phải giúp tận tường, phải take time, phải bỏ nhiều thời gian để giải thích và làm cái hồ sơ đó cho nó hoàn chỉnh, để mà đem đến một cái lợi cho cái người khai thuế là tốt nhất có thể, mà không có vi phạm vào cái bất cứ một cái luật nào của thuế. Thì cái điều đó thì ai cũng muốn hết á, mình đi làm mình muốn mình làm được tiền nhiều mà mình đóng thuế ít. Thì đó là như Phúc cũng đã nói, chị Mai Hoa chị Mai cũng đã nói với quý vị là cái cách làm của Phúc là chúng ta ngồi xuống lắng nghe, sử dụng tất cả những kiến thức, tận dụng mọi cái cơ hội để có thể tiết kiệm được tiền thuế nhiều nhất cho quý vị. Trong cái luật của thuế chúng ta không có làm cái gì mà sai luật nha quý vị. Cái đó nó không có lâu dài được. Tại vì cái văn phòng của Phúc là đã khi làm bất cứ hồ sơ nào là đã ký tên ở dưới, ở bên dưới là có cái người CPA review. Review mình đã làm cái hồ sơ đó, thì sau này mà có gì thì văn phòng này họ cũng có CPA để họ đứng ra họ giúp cho quý vị. Nếu mà hồ sơ của quý vị bị audit. Mai Hoa thấy ít có văn phòng thuế nào mà họ làm tận tường vậy, tại vì khách tham nhiều là phải bỏ rất là nhiều thời giờ ra trong một cái hồ sơ đó. Cảm ơn Phúc Trịnh có những cái chia sẻ những cái kinh nghiệm mà làm về thuế có hữu ích cho người dân. Rồi bây giờ qua một cái câu hỏi nữa là những cái điều lưu ý khi mình đi khai thuế mà mình có bảo hiểm về sức khỏe. Dạ đúng rồi. Dạ thì giờ nãy mình cũng có nói là mình sẽ chia sẻ hết cho quý vị những cái quý vị có thể bị thiếu nếu như chúng ta không có nắm lắm về bảo hiểm sức khỏe và thuế nó có liên quan như thế nào. Và tất nhiên là cái người khai thuế chúng ta, nếu như mà quý vị đặt những cái câu hỏi mà cái người khai thuế họ tránh trả lời những câu hỏi đó, thì Phúc xin lưu ý quý vị rằng quý vị nên tìm cách làm sao mà kết hợp được cái người bảo hiểm và cái người thuế với nhau, để cho họ được nói chuyện với nhau, chứ không phải là mình đi qua bảo hiểm mình nói xong mình chạy qua thuế mình nói cứ đi qua đi lại thì xong theo tại thời điểm đó, tại thời điểm đúng rồi làm. Đúng rồi, thì Phúc hiểu, thì Phúc có nói giả sử như người thuế là Phúc thì Phúc có kinh nghiệm bảo hiểm rồi thì Phúc sẽ handle được, nhưng mà ví dụ như quý vị có một cái người bảo mình làm về thuế thôi, chỉ thuế thôi, và quý vị có hỏi câu hỏi là tôi thấy cái bảo hiểm của tôi rồi đóng lại nó hơi nhiều, anh có cái tư vấn gì thêm hay không, thì họ nói là ồ cái này là cháu không có biết, cô phải hỏi người bảo hiểm. Thì họ nói cái câu đó ra chứng tỏ là quý vị phải hiểu rằng là họ đang try to tránh cái những cái câu trả lời mà không nằm trong cái chuyên môn của họ. Thì quý vị nên tìm cách connect họ liền với lại cái người bảo hiểm, tức là quý vị đừng có đem cái lời của họ nói lại cho người bảo hiểm rồi đem lời bảo hiểm nói lại cho họ, khi nó bị sai lệch thì thông tin thì thành ra không có đem cái lợi ích gì cho mình. Đó là cái lưu ý của Phúc, kinh nghiệm Phúc thấy rằng ngay tại lúc đó, ngay ngồi tại văn phòng thuế, quý vị có thể gọi điện thẳng cho người bảo hiểm và để cho hai người đó nói chuyện với nhau. Xong mà như vậy thì nó nhiều khi nó sẽ giúp cho người một phần nào. Còn tất nhiên là quý vị tìm được một cái văn phòng chẳng hạn một của để khi cần xâm tần thì chúng tôi cũng đã có một ít kinh nghiệm về bảo hiểm rồi, thì chúng tôi đã có thể xử lý sơ cho quý vị tất cả những cái đó mà nó có liên quan gì tốt nhất trong thuế cũng được đem lại được cho quý vị rồi, đúng không ạ? Thì đó là một cái lưu ý là khi mình khai thuế mình có bảo hiểm sức khỏe, mình nên hỏi thêm để mình biết được rằng cái người làm thuế của mình họ có những cái kinh nghiệm thêm về bên sức khỏe hay không. Nếu như mà họ không có thì mình nên connect họ với lại bên sức khỏe để cho mình có được những cái lợi ích tốt nhất. Wow, cái đó là phải cái người đi làm thuế, đi khai thuế thì một năm đi khai thuế một lần, nghĩ đơn giản là cứ giao cho hết cho đúng rồi, nên thành ra cái chị của văn phòng khai thuế là xong. Đúng ok rồi, dạ. Có một cái tỷ lệ không biết đó. Bây giờ làm sao miễn tôi đóng thuế nhất là được. Thì văn phòng của Phúc Trịnh là sẵn sàng giúp cho quý vị những cái vấn đề đó, nếu mà quý vị có ai cũng có nhu cầu phải khai thuế ở Mỹ mỗi năm một lần, dù cho quý vị có low income hoặc là quý vị có high income đi chăng nữa thì ai cũng cần phải. Nhưng mà ở bên Cali thì nó nói là những người mà low income nó thì không cần phải khai thuế. Cali nó khác, cái luật Cali nó khác. Nghe nói mình cũng phải kiểm chứng lại. Tại vì mình cũng có gia đình sống bên Cali thì nghe nói là giống như là hai vợ chồng già không có đi làm thì cũng không cần phải khai thuế cũng chẳng sao. Dạ thì thực sự như Phúc nói, nếu mà mình thấp hơn cái mức một cái mức thu nhập nào đó thì mình cũng không cần phải khai thuế, phải chỉ ở Cali không, ở Mỹ ở Texas thì cũng vậy. Nhưng mà nếu như bạn có bảo hiểm sức khỏe Obamacare thì bắt buộc phải khai, bắt buộc phải dạ. Và có một cái lưu ý rằng là
khi mà có bảo hiểm sức khỏe, khi mà đi khai thuế thì quý vị nhớ tự trình bày với họ mình cũng có, chứ đừng để người ta hỏi không thì quý vị sẽ miss. Dạ vâng, à, thì bây giờ thì chương trình của chúng ta chắc cũng là đủ hết giờ rồi, mà không biết là Phúc Trịnh có muốn chia sẻ thêm một chút ít gì quay qua cái vấn đề nãy giờ mình nói, mình sẽ thấy rằng là cái sự khai thuế nó không có đơn giản như mọi người nghĩ. Nó có những cái điểm nhỏ nhỏ bên trong mà cần những người khai thuế họ phải có một kiến thức trọn vẹn, cũng như là họ phải có một cái sự tận tâm quý vị nghe, quý vị trình bày, hỏi quý vị, khai thác quý vị, chứ không phải là để quý vị khai thác họ, đúng không ạ? Đó là những cái mà mình sẽ thấy điều đó. Thì hồ sơ thuế nó có rất là nhiều cái sự gọi là dễ bị thiếu sót. Và đặc biệt là trong năm 2020 này, việc những là đứa con tách ra khỏi bố mẹ rất là nhiều rồi. Khi khai thuế có thể có thêm được những cái luật thuế mới làm cho mình được dạy thêm nhiều quyền lợi. Thì cũng trong mỗi chương trình Phúc đều có lưu ý mọi người là đặc biệt trong cái năm thuế 2020 này, nếu như quý vị nào dù cho đã khai thuế rồi, nếu mà chưa khai thuế thì có thể sử dụng dịch vụ của công ty của Phúc. Thì hiện nay thì công ty DP Consultant là có nhận xem xét lại toàn bộ tất cả hồ sơ thuế quý vị đã khai rồi miễn phí, để xem cái hồ sơ đó có được đầy đủ trọn vẹn hay không. Nếu mà quý vị có bị thiếu sót những cái gì mà làm cho quý vị mất đi có thể là rất là nhiều tiền, tại vì trong 9 trong 10 hồ sơ mà hiện tại công ty cũng phúc và xem xét lại cho các khách hàng đó thì đều có thể lấy thêm về từ 2 đến 7 ngàn, đúng không? Thì nếu như quý vị nào mà có cái nhu cầu dù đã khai thuế rồi muốn công ty của Phúc xem lại những cách giúp cho mình để coi để các xu là mình đầy đủ rồi đó, thì quý vị có thể liên hệ với công ty để tư vấn sơn bằng theo số là 833-633-6969. Thì chúng tôi sẽ coi lại, báo lại quý vị biết cái kết quả, nếu như nó tốt rồi thì chúng tôi sẽ giữ nguyên, không có vấn đề gì hết. Và chúc mừng quý vị đã có một nơi tin tưởng để làm thế của mình. Trước khi kết thúc chương trình thì chắc là trong cái phần trước nữa thì Mai Hoa có mời Phúc Trịnh lên đây để mà trình bày cho quý vị biết về cái vấn đề là chính phủ mà nhất là cái quận Harris County sẽ cho người dân là mỗi người $1,500, nhưng mà không phải là cho tất cả mọi người, nhưng mà bốc thăm hên xui, nếu mà ai mà được may mắn thì được trúng cái tiền đó. Thì Phúc, nếu mà quý vị có muốn cái phần tiền đó thì quý vị có thể liên lạc với Phúc Trịnh để Phúc Trịnh giúp cho quý vị điền apply để mà xin ghi danh miễn phí để quý vị có thể nhận được cái khoản tiền này. Hoặc là quý vị có muốn hỏi thêm về những cái vấn đề mà tiền cho các con nhỏ của mình từ 6 tuổi trở lại hoặc là từ 18 tuổi trở lại thì cái tiền này nó nhận như thế nào và nó có những cái khoản gì đó, thì quý vị có thể liên lạc với Phúc Trịnh phải không? Hoặc là coi cái chương trình trước đây. Đúng rồi, quý vị có thể coi cái chương trình trước đây là về phúc lợi đó, về phúc lợi cho người dân của Hoa Kỳ nói chung và của những người dân đang sống ở quận Harris County. Thì chương trình của chúng ta đến đây hết giờ rồi. Xin cảm ơn Phúc Trịnh đã bỏ thời gian đến với Hợp Nhất Media và mời em để hội trang. Dạ, xin cảm ơn Diệu Hoa và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình hôm nay. Là hy vọng những cái thông tin Phúc và chị Diệu Mai Hoa đem đến cho mọi người hàng tuần sẽ giúp cho mọi người có những cái nhìn sâu hơn, rộng hơn về các chương trình thuế cũng như các chương trình phúc lợi tại nước Mỹ này. Mọi người xin cảm ơn tất cả mọi người. Mai Hoa cảm ơn quý vị đã yêu mến và lắng nghe chương trình của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua cũng như là trong chương trình này. Mai Hoa xin tạm biệt ở đây và cảm ơn Phúc Trịnh một lần nữa, cũng như là cảm ơn quý vị. Xin hẹn gặp lại cùng quý vị chương trình này lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt.